Tập 13. Nhà của quan đại thúc chẳng qua chỉ là đường ra khỏi suối vàng của Gia Mã Lệ. Gió tháng 7 ở Đại Mạc thổi vừa mạnh vừa nhanh. Ở Tiêu Kim Hoa, đường dẫn tới nhà quan đại thúc gió thổi mạnh nhất, cho nên cũng có ít người qua lại nơi đó. Mỗi buổi tối, quan đại thúc sẽ tới đổ trường làm, cho nên nhà của quan đại thúc là nơi thuận lợi cho việc giả ma giả quỷ. Sau khi mẹ của quan đại thúc chết, quan đại thúc chỉ ở một mình, cho nên tên đồng lõa lợi dụng điều này bày mưu tính kế tạo ra Gia Mã Lệ có xương có da. Tên đồng lõa lấy cây mây tạo thành bộ xương, rồi lấy y phục trắng nhẹ như lông hồng phủ lên bộ xương để tạo ra một con rối giống y chang Gia Mã Lệ. Sau đó lấy tấm vải đã được nhuộm đen cột vào mấy thanh tre làm thành con diều màu đen. Như vậy là đã đủ đạo cụ để diễn màn kịch hồi sinh trong gió. Hành lang lầu 2 nhà quan đại thúc đã được dọn sạch, nhưng trên tay Vịnh Lan Càng có vết xước do dây thải diều cọ sát, cho nên ta cho rằng vết xước đó do tên đồng lõa để lại. Tên đồng lõa thải diều lên trời trước, để con diều lơ lửng ở trên trời, sau đó lấy dây thải diều cột vào hành lang rồi ngồi chờ thời cơ thích hợp. Để che mắt mọi người, dây thải diều cũng bị nhuộm màu đen. Hơn nữa, dây thải diều rất chắc, không dễ bị đứt. Dùng dây thải diều màu đen thả con diều màu đen lên trời vào một đêm không có trăng, giống như một con chim tàng hình, không ai có thể phát hiện được. Tới lúc thích hợp, tên đồng lõa cột một con rối nhẹ như lông hồng vào đuôi con diều, rồi tháo dây thả diều trên tay Vịnh Hành Lang ra. Con diều lập tức bị gió thổi bay cao, cũng có nghĩa là thổi Gia Mã Lệ bay lên trời. Cho nên người ở Tiêu Kim Hoa mới nhìn thấy Gia Mã Lệ bay lơ lửng ở trên trời. Con rối do tên đồng lõa làm hơi thô, nhưng khoảng cách quá xa vẫn khiến cho người ta cảm thấy có người bay trên trời. Ở Tiêu Kim Hoa này, từ sáng tới tối mọi người chỉ biết đánh bạc hoặc là chỉ biết đắm chìm trong rượu mỹ nhân và tiền bạc. Mọi người không có thời gian quan sát kỹ xem trên trời rốt cuộc có cái gì đang bay lơ lửng. Vì vậy đã giúp bọn họ tạo ra một màn kịch qua mắt tất cả mọi người. Giọng hát của ma nữ. Những người tới Tiêu Kim Hoa chắc có lẽ là mọi người đều nghe nói lời đồn Gia Mã Lệ trả thù. Hơn nữa lời đồn chính là nỗi sợ trong lòng mọi người. Mọi người nghe giọng hát của ma nữ, ta nghĩ có lẽ nhất thời không liên tưởng tới giọng hát của ma nữ như lời đồn. Nhưng khi mọi người nhìn thấy Gia Mã Lệ đang bay trên trời, đồng thời lại có người la ma ngay lúc này. Chính là lúc này, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ giọng hát của ma nữ và quyết chú Gia Mã Lệ trả thù rửa hận có liên quan với nhau. Ý của ngươi là người đã là con ma có thể là tên đồng lõa? Cũng có thể như vậy. Theo lời khai của nhân chứng, người La Có Ma là một nữ nhân, cho nên tên đồng lõa cũng rất có thể là một nữ nhân. Khoan đã, con diều màu đen này mặc dù là vào ban đêm có thể tàng hình được, nhưng vào ban ngày mọi người rất dễ nhìn thấy. Lẽ nào tên đồng lõa không sợ vào ban ngày ban mặt bị người của Đại Mạc tìm được bằng chứng sao? Dĩ nhiên sợ, cho nên mái nhà của quan đại thúc mới bị đốt cháy. Quý đệ, cho ta mượn ngọn đuốc. Được. Con rối này có bạch lân à? Đúng vậy, bạch lân được rất nhiều người ở Đại Mạc sản xuất. Tên đồng lõa đã lấy con rối và tấm vải được nhuộm đen làm con diều nhúng vào bạch lân cô ta chuẩn bị trước. Đặc tính của bạch lân chính là gặp nóng thì cháy, cho nên mỗi buổi sáng khi gặp mặt trời mọc, con diều này và con rối Gia Mã Lệ tự nhiên sẽ bị bốc cháy. Mấy cây mây bị đốt cháy và giải cháy này địch nhân kiệt đã tìm được ở Đại Mạc. Vậy mái nhà trên lầu 2 nhà ta tại sao lại có hai cái lỗ bị cháy? Bởi vì khi bạch lân dính trên con diều và con rối khô thì sẽ biến thành bột. Có lẽ trong lúc con rối bay đã có một ít bột bạch lân bị rớt trên mái nhà của thúc. Cho nên vào buổi sáng sau đêm xảy ra án mạng, khi mặt trời mọc, mặt trời rọi xuống mái nhà của thúc, làm bạch lân bốc cháy và làm cháy luôn mái nhà của thúc. Bởi vì hướng gió của hai ngày không giống nhau, cho nên mái nhà của nhà thúc mới bị cháy ở hai vị trí khác nhau. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi.
Mặc dù bây giờ vẫn chưa biết hung thủ là ai, cũng chưa tìm ra thân phận thật sự của tên đồng lõa, nhưng mà Nhân Kiệt dám khẳng định câu chuyện Gia Mã Lệ hồi sinh, Gia Ưng đại thần báo thù, tất cả đều là giả, chẳng qua chỉ là màn kịch do hung thủ dàn dựng thôi. Hung thủ vừa có thể đi giết người, vừa có thể thả con rối Gia Mã Lệ lên trên trời. Đây là chuyện mà một người chắc chắn không thể nào làm được. Cho nên ông nghi ngờ Hoa Phi Hoa là hung thủ, giao quấy cho Mã Tặc Dương cũng vô ích thôi. Bởi vì thực tế chúng ta vẫn chưa biết tên đồng lõa thật ra là ai. Ý của người đó là cho dù giao Hoa Phi Hoa cho Mã Tặc Dương, Tiêu Kim Hoa của ta cũng khó mà thoát nạn, có phải không? Đúng vậy. Gián cược 7 năm là một gián cược không may mắn. Ta khuyên mọi người tốt nhất không nên tiếp tục nữa, nếu không sẽ có nhiều người chết hơn. Người muốn rút lui à? Không, ta không rút lui. Không. Chưa nhìn thấy bộ dạng thảm hại của ông khi thua, ta sẽ không rút lui. Ta không rút lui. Tốt. Gián cược 7 năm, tối nay giờ tuất diễn ra bình thường. Gián cược này quả thật là gián cược hại chết không ít người. Bây giờ chưa tới giờ tuất, vậy ta và Mặc Vũ có thể vào Cực Lạc Đại Lao một lần nữa hay không? Biết đâu ta sẽ tìm được nhiều manh mối hơn. Đầu Cô Phong, người dẫn bọn họ vào Đại Lao. Dạ. Bọn ta thì sao? Hai cô phải đi làm chuyện quan trọng hơn. Độc Cô Quản Sự, có thể để ta và Mặc Vũ tự đi vào trong không? Đường đi trong Cực Lạc Đại Lao này vô cùng phức tạp, ta sợ hai vị lạc đường. Không sao, đường ở trong Đại Lao ta đã nắm rất rõ rồi. Độc Cô Quản Sự cứ yên tâm, những chuyện mà đại đại của tôi muốn nhớ chắc chắn nhớ rất rõ. Vậy tại hạ sẽ đứng ngoài cổng Cực Lạc Đại Lao chờ hai vị. Mời. Đa tạ Độc Cô Quản Sự. Ta nghĩ lúc Lạc Hồng Trần còn sống, chắc chắn đã tới thành Phong Sa này. Hơn nữa đã thấy mảnh đá không chữ, ông ấy đã giải được bí mật ở trong mảnh đá. Bí mật đó có thể giúp con người bước lên con đường bá chủ thiên hạ. Cho nên ông ấy mới để lại dấu vết trong Phổ Thế Điện. Bây giờ ngay cả ta cũng muốn là người thắng trong chán cực 7 năm. Sự bí ẩn của mảnh đá không chữ đã mê hoặc ta mất rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải điều tra vụ án Hùng Đại Lực bị giết trước đã. Vậy thì tại sao hôm qua lúc phát hiện thi thể ở phòng số 1 chữ Thiên, cậu lại không chịu điều tra? Bởi vì ta không muốn hung thủ biết được. Ta đã phát hiện tên Hùng Đại Lực đó không phải chết trong phòng số 1 chữ Thiên. Cậu có còn nhớ khi chúng ta biết Hùng Đại Lực mất tích liền vào phòng của hắn ta không? Cổng chính Cực Lạc Đại Lao luôn được khóa chặt, chắc chắn Hùng Đại Lực vẫn còn đang trong mê cung dưới lòng đất. Mặc dù hả? Mùi của cậu rất thinh, cậu hãy mau ngửi thử xem mùi máu tỏa ra từ đâu. Cậu đừng có hỏi tôi đã nhìn thấy gì trong phòng đó nha. Tôi không nhìn thấy gì hết đó. Cậu không nhìn thấy, những người khác cũng không nhìn thấy. Bởi vì trong phòng có Hùng Đại Lực đã thiếu một thứ giống dĩ phải có ở trong phòng của hắn. Bị thiếu thứ gì vậy? Đèn dầu. Đèn dầu? Đúng vậy. Lẽ nào trước khi Hùng Đại Lực chết, hắn đã cầm đèn dầu ra khỏi phòng? Cũng rất có thể như vậy. Nhưng mà nếu như đúng thật là như vậy, vậy cây đèn dầu ở đâu? Khi bước vào phòng số 1 chữ Thiên, chúng ta phát hiện thi thể của Hùng Đại Lực. Trong phòng của hắn không có đèn dầu, nhưng mà màu sắc móng tay trên thi thể của hắn lại là màu tím. Điều này chứng tỏ trước khi hung thủ chém đứt đầu của hắn thì hắn đã bị chết ngộp rồi. Vậy tại sao hung thủ lại muốn lấy đầu của Hùng Đại Lực? Vì hung thủ muốn mọi người nghĩ rằng Hùng Đại Lực đã bị giết chết ở phòng số 1 chữ Thiên. Mọi người không biết được thi thể này đã bị hung thủ dịch chuyển. Nếu như ta không đoán lầm, Hùng Đại Lực đã cầm theo đèn dầu ra khỏi phòng. Có manh mối hả? Cậu ho cùng ta đi.
đã đi tới nơi nào đó trong đại lao rồi bị giết chết. Có nghĩa là đèn dầu đã bị rớt bể ngay lúc đó. Cho nên cái mà ngày hôm nay tao muốn cậu ngửi không phải là mùi máu tanh, mà là mùi dầu của đèn dầu. Chuyện này dễ thôi mà. Chính là chỗ này. Đại lực đúng là bị giết chết ở đây. Nhưng mà lý do tại sao hung thủ lại bất chấp nguy hiểm khiêng thi thể đi chỗ khác? Lẽ nào hắn không muốn người khác nghĩ rằng Dạ Ưng có liên quan tới cái chết của Hùng Đại Lực sao? Việc Dạ Ưng trở về thật ra là có ẩn chứa bí mật gì đây? À, địch phán tá, sắp tới giờ tuất, ván cược 7 năm sắp bắt đầu rồi. Tại hạ mời Mặc Vũ công tử nhanh chóng rời khỏi Cực Lạc Đại Lâu. Biết rồi, đa tạ độc cô quản sự. Ta và Mặc Vũ còn có vài lời muốn nói với nhau. Làm phiền độc cô quản sự chờ ta một lát. Vậy tại hạ sẽ đứng ở trước cổng chờ huynh. Độc Cô Phong bất ngờ xuất hiện sau lưng ta là chuyện hết sức bình thường. Nhưng hắn có thể bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu là chuyện rất kỳ lạ. Ta không ngờ Độc Cô Phong lại chính là cao thủ võ lâm giống mặt. Bá Thiên Thu cũng không đơn giản chút nào. Coi ra Tiêu Kim Hoa này quả nhiên là nơi có nhiều cao thủ. Đại đại à, lần này Mặc Vũ đã kéo cậu xuống nước rồi. Con người chúng ta chắc chắn phải có lúc làm những chuyện ngu ngốc dại dột. Lúc nào cũng làm những chuyện thông minh, cuộc đời đâu có còn gì vui nữa. Hơn nữa, trong Tiêu Kim Hoa này vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải. Địch Nhân Kiệt này chắc chắn sẽ giải hết tất cả bí ẩn. Đi. Sau ván đầu tiên ngày hôm qua, người dẫn đầu là Địch Nhân Kiệt, thắng 3 vạn 5 ngàn lượng. Tiếp theo là Hoa Phi Hoa, thắng 2 vạn 3 ngàn lượng. Bá Thiên Thu thắng 2 vạn 1 ngàn lượng. Ngọc Linh Luân thắng 2 vạn lượng. Giả Bất Nhân thua 2 vạn 7 ngàn lượng. Phụng Cửu Thiên thua 3 vạn 1 ngàn lượng. Hùng Đại Lực thua 3 vạn 3 ngàn lượng. Không phải, Hùng Đại Lực còn thua một mạng sống. Mạng cũng dùng để cược. Hắn chơi thua mất mạng cũng không có gì là lạ. Nhưng mà vì muốn tập trung toàn lực để bắt hung thủ, ta quyết định nhanh chóng kết thúc ván cược 7 năm này. Thắng và thua quyết định trong đêm nay. Nếu như người nào thắng ta, Tiêu Kim Hoa và mảnh đá không chữ thuộc về người đó. Ta phản đối. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. À, ta cũng tán thành. Các ngươi đã thắng tiền, dĩ nhiên là không phản đối. Ta thua nhiều tiền nhất, sao có thể lật được tình thế? Ván cược này không công bằng. Thua một ván cũng là thua, thắng một ván cũng là thắng, không có gì là không công bằng. Quyết định như vậy đi, đêm nay sẽ phân thắng bại. Không, 7 năm trước ta làm trái lương tâm tham gia ván cược này, khiến cho ta mấy năm nay ăn không ngon ngủ không yên, đêm nào cũng mơ ác mộng, nếu không mơ gặp Dạ Ưng đại thần truy sát.
thì mơ thấy hồn ma của thành chủ Thành Phong Sa trở về đòi mạng. Nếu như hôm nay ta lại thua nữa thì những ngày tháng khổ cực của ta không phải là uổng phí sao? Lúc bắt đầu nói là cược bảy gián thì phải cược bảy gián, không được thiếu một gián nào. Ta đã quyết định rồi, nếu không chơi thì xem như là thua. Ta không thua, ta không có thua. Mã Thiên Thu, ta không thua. Mà lôi hắn ra ngoài đi. Dạ. Mã Thiên Thu, ngươi đi. Buông ta ra, buông ta ra. Đi, đi, các người có nghe thấy không? Dạ, dạ Mã Lệ. Dạ Mã Lệ lại tới gọi hồn rồi. Đồ điên, không phải địch nhân kiệt chứng minh rồi sao? Chuyện Gia Mã Lệ tái sinh là giả thôi. Vậy vậy ai đang hát bên tai của ta chứ? Hả? Hả? Đây là lời nguyện trả thù của thành chủ Thành Phong Sa. Đừng có ở đó mà la nữa. Chỗ này không tiền ở đâu, mau chóng rời khỏi Cực Lạc Đại Lao. Đem đồ cược tới chỗ cược để chơi tiếp. Dạ. Mọi người đi hướng này. Trời ơi, ba thổi đèn. Đi bên này. Đừng có hát nữa mà. Mau. Cô có sao không? Không sao. Sao tiếng hát dừng lại rồi? Là Bá Thiên Thu. Mau qua đó coi. Các người có nghe thấy tiếng kêu của Bá Thiên Thu không? Có nghe. Ông có sao không? Lại đây. Các người xem, Dạ Ưng Đại Thần lại tới trả thù. Là kẻ nào ra tay? Ta không nhìn thấy kẻ đã đâm ta. Các người ai cũng đáng nghi. Bà là bà đã đi từ phía đó qua, có đúng như vậy không? Ta từ bên đó qua thì sao? Kẻ đã đâm ta lúc nãy cũng chạy trốn bên phía đó. Ông nghĩ rằng ta muốn giết ông à? Được, sau này chuyện của ông ta không quan tâm nữa. Khoan, Ngọc Đại Tỷ, sự việc còn chưa làm sáng tỏ mà. Muốn đi cũng không gấp tới nỗi phải đi liền. Công phu ta luyện là Thiết Bố Sam, đao kiếm bình thường không thể làm tổn hại được. Ngoại trừ điểm yếu của ta chính là vị trí yêu nhãn. Bí mật này không một ai biết cả, chỉ có ba là người biết rõ nhất. Ta muốn giết ông còn phải đợi tới bây giờ sao? Muốn thì ta làm lâu rồi. Có lẽ tỷ cảm thấy thắng thua trong gián cược này không còn quan trọng nữa, liền muốn giết Bá Thiên Thu, giành Tiêu Kim Oa và mảnh đá không chữ về cho riêng mình, đúng không? Chẳng thể Liệt Dương và Hung Đại Lực đều chết lại cho bà giết? Rất có thể như vậy. Bởi vì Cực Lạc Đại Lao này, địa đạo của nó chính là một mê cung, người biết được đường ra không nhiều. Tỷ là một trong số đó.
bà không hề biện minh cho mình. Tại sao chị? Là bởi vì bà ta đang chột dạ. Bây giờ bắt bà ta lại trước rồi hỏi sao? Ai dám? Đứng yên đó. Thì ra là bà ta. Đại đại cẩn thận, đừng đuổi theo. Những thuật đông doanh sở trường của bà ta là trốn thoát, các người đuổi theo cũng không kịp đâu. Hơn nữa, ta vừa mới phát hiện ra mảnh đá không chữ ta mang trên người đã mất rồi. Vậy chắc chắn là Ngọc Linh Lung lấy rồi. Phải Ngọc Linh Lung làm ta bị thương hay không, ta vẫn chưa dám khẳng định. Các ngươi đều rất đáng nghi. Nếu ai không chứng minh được sự trong sạch của mình thì người đó đừng hòng thoát khỏi nơi này. Không lẽ ông lại muốn mời xà thần ra lần nữa? Các ngươi ai lên trước? Ông bị thương không nhẹ, hay là trị thương trước đi. Địch Nhân Kiệt, ngươi thay ta lên hỏi đi. Ta? Đúng vậy, chính là ngươi. Cũng được, vậy thì để ta là người đầu tiên. Sa thân, nếu như ngươi thật sự có linh tính, vậy thì hãy nghe cho kỹ câu hỏi của ta. Nếu trong lúc ta trả lời câu hỏi, ta không có nói dối, vậy ngươi nhớ đừng có cắn ta đó. Ngươi đúng là rất thích nói nhảm. Vào sờ hòn đá đi. Địch Nhân Kiệt, ngươi lấy trộm mảnh đá không chữ của Bá Thiên Thu phải không? Ta không có. Độc Cô Phong, Quỳnh lên đi. Được. Mảnh đá không chữ trên người Quỳnh phải không? Không có. Giả Bất Nhân, mời. Ông lấy trộm mảnh đá không chữ phải không? Không phải. Phụng Cửu Thiên, tới lượt huynh. Mời huynh đưa tay vào trong cái lồng này. Ta không có tin linh xà này đâu. Ta thiệt là không có lấy trộm mảnh đá không chữ. Ta không có. Không phải ngươi trộm thì ngươi sợ cái gì? Ta sẽ không đưa ta vào trong đó đâu. Không đưa hả? Vậy ta giúp. Trời ơi, không có, ta không có. Vậy xin huynh hãy nghe rõ câu hỏi của ta. Huynh có trộm mảnh đá không chữ không? Ta không có, ta không có lấy. Cứu ta với, cứu ta với. Trời. Các người xem, ta lấy được viên đá rồi. Xà thần cũng nói là ta không nói dối mà. Chỉ còn một mình cô thôi. Hoa phi hoa, nếu như mảnh đá không chữ không phải do Ngọc Linh Lung lấy trộm thì chính là cô. Sao vậy? Chốt giả rồi à?
Hay là ta cũng giúp cô luôn? Ông dám? Ông ta dám. Cô nên ngoan ngoãn mà trả lời câu hỏi của tôi, chấp nhận sự kiểm nghiệm của xà thần. Chú ý nghe cho kỹ câu hỏi của tôi. Tôi hỏi cô, mảnh đá không chữ có trên người của cô không? Mảnh đá không chữ không có trên người ta. Hài lòng rồi chứ? Bọn ta đều không lấy trộm. Độc Cô Phong, Giải Bất Nhân, hai người nghe cho rõ đây. Tất cả những ai rời khỏi Cực Lạc Đại Lao đều phải qua sự khám xét của sát thủ Trường Nhai. Nếu không, ai cũng đừng hòng thoát khỏi nơi này. Sao lại nghe thấy giọng hát của Gia Mã Lệ vậy? Trong Cực Lạc Đại Lao thật ra xảy ra chuyện gì? Bá Thiên Thu bị người ta đánh lén, mảnh đá không chữ cũng không thấy đâu. Ngọc Linh Lung là đáng nghi nhất. Lập tức phái thêm người tới lục soát toàn bộ Tiêu Kim Hoa. Nhất định phải tìm ra Ngọc Linh Lung cho ta. Nếu như bà ta phản kháng, giết. Dạ. Thì ra là Ngọc Linh Lung. Đúng là quanh co lắc léo. Còn xảy ra một chuyện mà không ai ngờ tới nữa. Ta nghĩ chúng ta nên tìm hiểu kỹ hơn về người phụ nữ tên Ngọc Linh Lung này. Người đã không thấy bóng dáng, làm sao tìm hiểu đây? Muốn tìm hiểu kỹ một nữ nhân thì phải tới phòng của cô ta xem xét. Đại đại, số son phấn này đều là đồ trang điểm của Ngọc Linh Lung hay dùng, không có gì đặc biệt hết. Cậu đã tìm được gì rồi? Ở trong tủ quần áo của Ngọc Linh Lung, ta phát hiện ra một ngăn tủ. Bên trong có một số dụng cụ và một hộp phấn nước nữa. Đưa hộp phấn cho tôi. Thứ mà Ngọc Linh Lung hay dùng đều là hàng thường đẳng của Phương Hương Trai Trường An. Giá cả không hề rẻ, thanh thoát tao giả. Nhưng phấn nước này lại là loại hàng rẻ tiền, mùi hương quá nồng. Có phải nữ nhân giả làm bà chủ tử quán mà chúng ta gặp ở Đại Mạc cũng dùng loại như vậy không? Đúng vậy. Không lẽ Ngọc Linh Lung chính là bà chủ giả đó? Bà ta dẫn dụ chúng ta tới Tư Kim Hoa là muốn làm gì? Ngọc Linh Lung muốn cứu Bá Thiên Thu, cho nên mới muốn chúng ta tìm ra kẻ đã giết hại Liệt Dương. Không phải bà ta hận Bá Thiên Thu tận xương tủy sao? Trái tim của nữ nhân, bản thân họ còn không hiểu nổi, chúng ta cũng đừng đoán mò làm gì. Trước tiên tìm cho ra Ngọc Linh Lung để hỏi rõ chuyện này. Thời gian Mã Tạc Dương cho chúng ta không còn nhiều, biết đâu chúng ta có thể tìm ra manh mối gì đó từ trên người của Ngọc Linh Lung thì sao? Hy vọng là Hồng Cân và Lam Lăng không phụ kỳ vọng của ta. Cậu kêu hỏi đi làm gì vậy?
Chẳng qua ta đang nghĩ, nếu Mã Tặc Dương đã đặt ra thời hạn đi vào Tiêu Kim Hoa giết người, vậy chắc chắn hắn sẽ nắm chặt cơ hội này để phục thù. Cho nên ta mới kêu Hồng Cân và Lam Lăng đứng cạnh ở bên ngoài Cực Lạc Đại Lao. Nếu như phát hiện ra có người ra ngoài thì lập tức sẽ theo dõi sát sao. Đã tìm ra Ngọc Linh Lung rồi. Đi. Là nơi này. Địch Nhân Kiệt, Ngọc Linh Lung vẫn luôn trốn bên trong căn phòng của quan đại thúc, không thấy bà ta ra ngoài. Chỉ có điều có một điểm rất kỳ lạ. Sao lại kỳ lạ? Lúc nãy ta nhìn thấy một đám người vào đây lục soát, nhưng mà cuối cùng không phát hiện ra gì cho nên bỏ đi luôn. Không lẽ Ngọc Linh Lung đã rời khỏi nơi này rồi? Lên trên đó xem là biết ngay. Được, bên này. Quả nhiên đi rồi, chúng ta tìm tiếp đi. Ừ. Không, Ngọc Linh Lung không hề đi. Nơi này ngoại trừ chúng ta ra còn có hơi thở của một người khác. Nghe nói Đông Doanh Quốc có một loại dị thuật có thể thay hình đổi dạng, vô cùng bí ẩn. Xem ra chúng ta được mở rộng tầm mắt rồi. Ngọc Linh Lung, bây giờ nên cho bọn ta biết bà dẫn dụ bọn ta tới Tiêu Kim Hoa để làm gì. Địch Nhân Kiệt, quả nhiên giống như trong lời đồn, xem ra ta không tìm lầm người. Bà có tìm lầm người hay không ta không biết, nhưng vì muốn dẫn dụ bọn ta tới Tiêu Kim Hoa, bà đã giết chết ông chủ ở dịch trạm. Bà làm như vậy chẳng khác gì là tên hung thủ đã giết hại Liệt Dương đều phải chịu sự trừng phạt. Ngươi đừng quên nơi này là Đại Mạc. Ở đây dương pháp của Trung Nguyên các ngươi hình như là không có tác dụng. Mà đừng quên hiện giờ chúng ta đang sống chung với một bầu trời. Thiên lý tuần hoàn, quả báo nhãn tiền. Quả báo? Suốt 7 năm qua ta vẫn luôn chờ quả báo tới. Xem ra vẫn chưa tới lúc rồi. Chỉ là vẫn chưa tới lúc thôi sao? Bớt nói nhảm. Mã Tặc Dương sắp đuổi tới Tiêu Kim Hoa rồi. Các ngươi còn gì muốn biết? Hỏi đi. Được. Tại sao bà dẫn dụ bọn ta tới Tiêu Kim Hoa? Bởi vì ta vẫn còn yêu Bá Thiên Thu. Bà giết ngươi vì một người đàn ông như vậy, có đáng không? Thật không đáng. Trên đời này nếu như có người nữ nhân nào vẫn còn một chút tình cảm với Bá Thiên Thu thì cô ta đúng là còn ngu hơn con heo. Nhưng mà hắn là người duy nhất mà Ngọc Linh Lung ta yêu. Trước đây bọn ta quen nhau ở đổ trường. Thứ mà ta yêu chính là hào khí và sự gan dạ của Bá Thiên Thu ở đổ trường. Nhưng bây giờ ta lại rời xa ông ấy vì cá cược. Bá Thiên Thu đã tẩu quả nhập ma rồi, suốt ngày chìm đắm trong bài bạc, tìm kiếm những thứ kích thích cực hạn. Ta khuyên ông ta cai, nhưng mà ông ta lại viết thư bỏ ta trong cơn nóng giận. Vậy sao bà còn tham gia gián cược 7 năm? Ta muốn làm cho Bá Thiên Thu thua trắng tay. Khi đó ông ta mới chịu tỉnh ngộ, mới trở lại là con người có lương tri và có nhân tính. Nhưng mà ai ngờ lúc này lại xảy ra chuyện Liệt Dương bị giết hại. Ta biết chắc chắn Mã Tặc Dương sẽ tức giận Bá Thiên Thu. Đúng lúc các ngươi lại xuất hiện ở Đại Mạc, cho nên ta dẫn dụ các ngươi tới Tiêu Kim Hoa. Ta hy vọng các ngươi có thể tìm ra hung thủ. Vậy là khi ở Đại Mạc người cứu bọn ta, băng bó vết thương cho bọn ta cũng là bà. Ta là ân nhân cứu mạng của các ngươi. Vậy sao bà còn làm Bá Thiên Thu bị thương? Ta không làm Bá Thiên Thu bị thương. Sao bọn ta phải tin lời bà? Nếu bà ta tìm mọi cách dẫn dụ chúng ta tới Tiêu Kim Hoa cứu Bá Thiên Thu thì đúng là không có lý do gì để giết ông ta. Vậy còn mảnh đá không chữ bà lấy trộm có phải không?
tình yêu bà dành cho Bá Thiên Thu trước sự cám dỗ của mảnh đá không chữ chẳng qua cũng chỉ là hạt bụi mà thôi. Mảnh đá không chữ là đồ vật xui xẻo, người nào có nó người đó sẽ bị nguyền rủa. Tất cả những việc ta làm chỉ là muốn tốt cho ông ta. Có người đang tới. Lên cho ta. Người đâu? Dạ, về hướng cực lạc ở đâu? Dạ, dạ, dạ. Sao vậy? Ngọc Linh Lung đã bắt địch nhân kiệt đi rồi. Mau đi xem sao. Đi, đi. Bao vô lưng. Vào đại lao. Đứng lại. Bên này. Dừng lại. Ba đại ca, Ngọc Linh Lung uy hiếp địch nhân kiệt trốn vào cực lạc đại lao. Còn tiện nhân này, người theo ta vào trong, những người khác vào bên ngoài. Bọn dạ. Ấy không muốn vào. Cô điếc à? Không nghe thấy ta nói gì sao? Canh chừng đám người này cho ta, chưa được sự cho phép của ta mà rời khỏi đây thì giết. Dạ. Đi. Nè. Nè. Cứ để họ đi đi. Mặc dù đại đại không biết võ công, nhưng mà so với người biết võ công càng biết cách lo cho mình hơn. Huống chi cứ xông vào không ít gì hết. Giữ được tính mạng của mình mới có thể chờ thời cơ. Chờ một chút. Tại sao phải trốn vào đây chứ? Đúng là tự tìm đường chết. Cực lạc đại lao hiện giờ có lẽ là con đường sống duy nhất trong Tiêu Kim Hoa. Ngọc Linh Lung nói rất đúng. Lúc trước khi Hùng Đại Lực chết trong cực lạc đại lao, cổng lớn khóa chặt, chốn không ai có thể vào trong được. Cho nên nếu như hung thủ có thể vào bên trong thì chỉ có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất chính là tối qua hắn vẫn luôn ở trong đại lao. Khả năng thứ hai chính là trong đại lao này còn có một mật đạo. Còn nữa, 7 năm trước, sau khi thành chủ Thành Phong Sa tự sát, thi thể của cô ta bị khóa chặt vào trong đại lao. Nhưng mà trong một đêm, thi thể đột nhiên biến mất, cho nên bây giờ Gia Mã Lệ tái sinh mới càng khiến cho người ta thấy rợn tóc gáy. Thi thể của Gia Mã Lệ đúng là đã bị trộm đi, cho nên càng có thể khẳng định trong đại lao chắc chắn là có mật đạo. Nếu như chúng ta có thể tìm ra mật đạo này là có thể giúp tất cả mọi người trong đổ trường thoát khỏi bàn tay của Mã Tặc Dương. Chúng ta chia nhau tìm. Được. Ừ. Cô làm gì vậy? Tìm Long Dương còn nói bà là người có thể tin tưởng được. Bà giao mảnh đá không chữ cho ta như vậy, rõ ràng là muốn hại chết ta. Tìm Long Dương vốn là người không thể tin tưởng được. Người mà hắn nói có thể tin được, sao cô lại tin tưởng chứ? Ngược lại ta thấy rất tò mò, cô giấu mảnh đá không chữ đó ở đâu? Sao qua được mắt bọn người của Bá Thiên Thu? Nhiệm vụ của bà đã hoàn thành rồi, giờ những gì còn lại không cần bà lo. Không lo thì không lo thôi.
Mặc dù ta không tin tưởng Tiềm Long Dương, nhưng mà ta vẫn hy vọng hắn giữ lời hứa, cho ta tự do. Tại sao bà lại trở thành thuộc hạ của Tiềm Long Dương? Rồi tại sao bà lại muốn thoát khỏi hắn? Nguyên nhân cũng giống như cô, không muốn đắc tội Tiềm Long Dương, nhưng càng không muốn cả đời chịu sự khống chế của hắn. Thời gian không còn nhiều, chúng ta đi tìm mật đạo đi. Bảo giao mảnh đá không chữ ra đây, ta sẽ cho người chết toàn thay. Vật xui xẻo mảnh đá không chữ đó là do ta trộm, nhưng ta cũng chỉ muốn cứu ông thôi. Cứu ta hả? Đâm ta một dao vào hông mà còn nói là cứu ta? Ta không có làm ông bị thương. Còn nguy biến nữa, vậy giết Liệt Dương và Hùng Đại Lực cũng là vì muốn cứu bọn ta đúng không? Ba, chính là giả ương đại thần. Đừng có ngậm máu phun người, người giết họ không phải là ta. Có phải bà hay không thì cứ cho Mã Tặc Dương quyết định. Bắt bà ta lại. Giật tay. Người đâm ông đích thực không phải Ngọc Linh Lung. Vậy là ai?